Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cách đấu nối đầu ra của PUCS7-1200. Thì trước khi nói về PUCS7-1200, chúng ta sẽ cùng nhắc lại cái cách đấu nối của PUCS7-200. Thì như trên hình các bạn có thể thấy là đây là cái sơ đồ đấu nối PUCS7-200. Thì nó hơi ngược lại vì cái đầu output nó nằm ở trên và input nằm ở dưới ha. Các bạn hãy nhìn cái đầu ở trên này này. Thì con này là DC, DC, DC ha. Chúng ta chỉ quan tâm ở trên thôi, tại hôm nay clip chúng ta nói về cái đấu nối đầu ra. Bạn thấy là chúng ta sẽ cấp một cái chanh chung, những cái chanh chung này này. Thì các bạn dùng cái nguồn ở ngoài cũng được ha. Hay ở trong dùng nguồn nội thì thường á mình khuyên là nên dùng nguồn ngoài ha. Ví dụ là nguồn 24V ngoài thì các bạn cấp chanh M vô chung, ok. Và chanh chanh L cộng là cấp vô những cái thằng L đó. Thì thường thì đấu nối đầu ra chúng ta sẽ đấu nối qua những cái relay, relay trung gian để đảm bảo là không ảnh hưởng đến con PLC. Vì tại vì cái những cái như ví dụ như động cơ 3 pha hoặc là những cái đèn 220V thì không thể đấu nối trực tiếp, như vậy cái dòng của nó sẽ phản ngược lại và gây chạy con PLC. Thì người ta thường là đấu nối qua relay hay là công tắc tơ chẳng hạn. Thì đây là PUCS7-200. Còn cái S7-1200 thì các bạn có thể thấy đây là cái sơ đồ và nó chỉ cách đấu nối ha. Thì bằng tiếng Anh thì mình phóng to ra ha. Thì chanh 1L ha. Thì các bạn sẽ đấu một cái ví dụ nguồn 24V đấu L cộng vô chanh 1L. Và những chân Y0.0 là những ví dụ các bạn xuất Y0.0 ra thì các bạn nổ qua một cái relay trung gian, và sau đó cái đầu còn lại của relay các bạn sẽ đổ với chân N cộng ha, N trừ ha. Thì mình giải thích như thế này này, thì cái chân L này này các bạn hiểu nôm na là vô trong một cái relay muốn hoạt động là có hai cực. Cái relay ví dụ đây là cái relay ha. Khi relay các bạn cấp đây một nguồn dương và nguồn âm thì relay sẽ đóng hoặc đóng relay sẽ có điện và nó sẽ những cái tiếp điện thường hở nó chuyển thành đường đóng và những tiếp điện thường đóng chuyển thành đường hở. Như vậy chúng ta đấu một cái nguồn này vô trong cái PUC, còn cái nguồn này là đấu chanh chung này, là cái chanh này này đây. Còn cái nguồn này chúng ta đấu vô PUC thì khi mà PUC nó nhận được tín hiệu nó sẽ xuất ví dụ Y0.0 à Q0.0. Ví dụ chúng ta nhấn nút nhấn tại Y0.0 thì chúng ta sẽ cho Q0.0 lên mức 1. Khi Q0.0 lên mức 1 thì cái chân này nó đổ vô đây. Thì cái relay này đóng đóng và những cái tiếp điểm thường hở chuyển thành thường đóng và thường đóng chuyển thành thường hở. Thì mục đích dùng relay trung gian là để bảo vệ cái PUC của chúng ta thôi. PUC chúng ta mua rất nhiều tiền nên chúng ta sẽ phải đấu qua trung gian hoặc là chúng ta có thể đấu qua cái contactor ha. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua cái phần thực hành trên cái PUC thực ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối thực ha. Thì đây là cái nguồn cổ âm này. Cái nguồn này là nguồn 24V ha. Hai chân này là hai đây. Hai chân này thì mình cấp cái nguồn AC 220V ha. Bốn chân này là cái nguồn 24V, thì đây là chân cộng 24V, đây âm 24V. Cái nguồn 220V này thì chúng ta bỏ qua ha, thì thầy chỉ cần cấp đầu vào thôi ha. Từ cái chân cộng 24V này này các bạn thấy ha, chân cộng 24V mình cấp vô chân 1L đây, 1L. Ok. Từ chân âm này, đây chân âm này chúng ta đấu vô một đầu của relay, đầu còn lại của relay chúng ta đấu vô Q0.0. Các bạn zoom lên các bạn thấy ha. Thì relay này mình dùng là cái relay, mình zoom các bạn thấy ha, là LI2N để mình lấy nét. Ok, thì tí nữa mình sẽ đưa cái sơ đồ, thì các bạn thấy ở trên cái sơ đồ này á, là cái chân chân 7 chân 8 này, chân 7 chân 8 là cái chân mà cũ của
cuộn dây ha. Thì cấp đây hai chân này, đây chính là chân 7, chân này bạn là chân 7, chân này chân 8. Hai chân này cái có điện cái thì những cái tiếp điểm này từ thường đóng nó chuyển thành thường hở, và chúng ta sử đây là relay trung gian, chúng ta sẽ sử dụng những cái tiếp điểm này để động ngắt những cái ví dụ như bóng đèn, động cơ chẳng hạn. Thì động thì relay thì nó động ngắt những cái mà dòng cũng thấp thôi, dưới 15 V, ampere thôi. Còn khi mà động ngắt ví dụ động cơ 3 pha thì các bạn phải dùng contactor chứ không dùng được relay ha. Relay là động những cái mà có dòng dòng thấp và công suất thấp. À, để mình gắn điện vô ha. Thì chân này chân 7 chân 8 nha. Tí nữa chúng ta sẽ chiếu kia. Mình sẽ thêm cái hình của sơ đồ đấu nối relay này cho các bạn. Ok. Thì mình lập trình sẵn ha, khi mà mình nhấn nút nhấn ở Y0.0 thì Q0.0 có điện và nó sẽ duy trì là 10 giây ha. Mình nhấn. Ok, duy trì 10 giây. Thì đèn ở relay cũng sáng luôn này, sáng 10 giây. Cho mình thấy tắt ha, mình nhấn cái nữa nha. Ok. Sáng 10 giây thì nó tắt. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tiếp điểm này để đấu nối những cái thiết bị. Ví dụ mình dùng cái điều khiển một cái bóng đèn đèn học, ví dụ đèn này đi ha. Đèn học này thì mình nhấn cái thì đèn sáng 10 giây chẳng hạn ha. Các bạn sử dụng để mà ví dụ làm đèn cầu thang ha. Các bạn nhấn cái thì nó sáng 10 giây, khi các bạn tính toán 10 giây các bạn đi qua được một chỗ nào đó thì nó tự động tắt ha. Ví dụ như vậy đó, mình nhấn thêm cái nữa ha. Ok, thì đấu nối nó cũng đơn giản thôi. À, clip kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt.